những cái gì tới đây để đây là để sai xa ra. Dạ dạ thầy. Nó gặp mấy cái này xin lại rất là sợ. Dạ. Sư chào vô danh. Thầy đâu có còn cái gì nữa đâu mà con sợ. Con cứ đi ra đây ngồi với lại sư nè. Thầy không có bao giờ quánh con đâu. Con ra đây con ngờ những cái thầy sư mua cho con từng này nè, không có đánh con đâu mà con sợ. Thầy tỉnh tuổi. Con ra đây sư sẽ nói chuyện với con, giải thích cho con. Con đi ra đây sư không quánh con, sư đâu có còn cái gì nữa đâu mà sư quánh con. Con đi ra đây con nhìn chén của sư có cái gì trong đây là con biết. Đặt tên cho con rồi mà, đặt tên để sư nói cho con này gì nè, một cái câu chuyện vì kiếp trước của con không có cơ duyên với mẹ đó, nên con với mẹ của con là con được đi giờ khúc đi đầu thai mà cơ duyên con phải nằm đây. Tại vì kiếp trước của con chưa có duyên với người mẹ đó, con phải khôn dung và độ lượng tha thứ theo sư và học kinh đạo theo mẫu, và học kinh đạo theo ngài Quan Âm, học theo đạo. Sư nói sư không có đánh con đâu, không có làm gì con hết, chỉ khiên con về tu với lại sư. Ừ vậy được. Xin chào quý cô chú anh chị thân mến đã đến với video tiếp theo của Kha. Hiện tại Kha đang có mặt ở Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam nha cô chú anh chị. Thì cách đây khoảng hơn 2 tuần trước Kha có quay một cái video, đó là Kha với lại mấy người bạn đi lên cái mộ của một bé mà được chôn ở giữa rừng của chú anh chị. Sát bờ nó có con chó nó sủa hơi ồn, của chú anh chị thông cảm nha. Thì lúc đó là mấy anh em có phát cái mộ của bé ra đó, và lúc đó là ngay cái ngày rằm trung thu luôn của chú anh chị. Kha có cúng cho bé một ít đồ chơi đó. Thì sau khi cái video nó đăng tải lên thì cũng có khá nhiều lượt xem và có rất là nhiều sự đồng cảm đến từ cô chú anh chị, đồng cảm cho cái ngôi mộ của bé đó, nhìn rất là tội nghiệp luôn. Thì video Kha đăng tải lên thì cũng có rất là nhiều lượt xem, và có thầy đã xem được, cái vị thầy tu tại gia mà Kha đã từng quay rất là nhiều video của chú anh chị. Thì thầy xem được cái video đó, thầy thấy rất là thương cho cái người mộ đó của bé, cho nên thầy quyết định là mới vào để tụng kinh cho bé, và mới rước bé thỉnh bé về cái cốc của thầy để tu tập đó. Cho nên hôm nay là Kha có đi với thầy vào đây, và bây giờ thì Kha sẽ cùng với thầy đi lên trên đó để cho thầy tụng và rước bé đi nha. A Di Đà Phật. Thì đây cô chú anh chị, Kha cùng với thầy đã vào trong tới núi ở nơi này là gần mộ của bé rồi. Và hôm nay con trước tiên cũng cảm ơn thầy đã cùng với con vào đây và làm một cái việc công đức, đó là tụng kinh cho bé và rước bé về cốc để tu tập. Thì thầy có lời nào muốn chia sẻ đến cô chú anh chị ở đây là vì sao mà thầy muốn vào đây để tụng kinh cho bé và rước bé về không thầy? A Di Đà Phật. Thầy chào hết tất cả Phật tử và cô chú anh chị. Thầy vô đây là thầy có một cái tấm lòng và cầu nguyện bé về chỗ cốc ngôi gia của thầy và tu tập. Và nghe anh Kha nói là ngũ vị vô danh này là rất là tội, nên thầy có một cái tấm lòng để cầu cái linh hồn của đứa bé. Và thầy cũng xin cho tất cả cô chú anh chị nào nếu coi video này của anh Lời anh Kha và cái vong linh này rất là tội, và những cái mà vong linh mà không có nhà không có cửa lợi lạnh lẽo tội nghiệp, người cha người mẹ nào mà thấy mà cái video này của anh Kha thì hãy rước cái linh hồn về nhà mình điều thờ là điều ấm nhất. Đây là cái chia sẻ ra cho một tất cả cho cô chú anh chị và để hiểu và nuôi cái vô danh này
A Di Đà Phật. Dạ, con cũng cảm ơn thầy rất nhiều nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị mấy cái đồ này để lên cúng cho mộ biết không thầy? Đúng rồi, cái này là bộ, đây là bộ cúng cho vô danh. Dạ. Là mấy cái là nước rồi nhang, nước là đồ chơi của đứa nhỏ này. Dạ. Là mua đầy đủ bánh kẹo rồi hả? Bánh kẹo rồi. Dạ. Rồi, quay này bỏ vô. Cái này để con cuốn sách cho. Bây giờ là mình đi lên trên đó thôi thầy, lên mộ phía đây. Đường đi đó đường này thầy, để con dẫn đi cho. Đây, bây giờ là Kha cùng với thầy sẽ đi lên trên mộ của bé nha. Không biết con còn nhớ đường đi không nữa. Ai về Đà Phật nhớ. Dạ, ở trong giữa đường này để con xem một định hình nữa thôi. Từ từ để con nhìn một định hình. Đi qua đây thầy, đi qua đây nè. Kệ mình cố gắng, mình nhớ cái đường đi. Dạ. Thế nè, tại phía sau đây có một cái nghĩa trang này thầy. Tại vì cái mộ của bé là không có chôn ở trong nghĩa trang, mà chôn phía ngoài mình là một mình lẻ loi về đây nè. À, Di Đà Phật chị hả? Dạ. Hôm bữa là rừng rậm lắm nha, mà con với lại mấy người bạn á, dạ, có phét ra hết rồi. Di Đà Phật quý quá. Dạ. Bây giờ đứa nhỏ nó đang chờ mình vô là tụng kinh. Có một cái điều này lạ lắm của chú anh chị. Hôm trước mà lúc mà con quay cái mộ của bé xong á thầy, lúc mà con đang quay nữa chừng cái mắt mưa á. Đúng rồi. Xong rồi cái đi về đó, từ đó trở lại sau cứ con đi quay là mắt mưa, con đi quay mắt mưa à. Kỳ lạ. Dạ. Nhiều khi cái đó là nhiều khi lắm lúc là cái đó có là cũng có cái duyên của mình. Dạ. Hay là nhiều khi lắm lúc mà cái đó nhiều khi lắm lúc là sẽ báo cho mình một cái gì đó. Dạ. Mình nói chung ra là cái chuyện của tâm linh của đứa bé mà vô danh này á, nhiều khi linh lắm. Con không biết nữa nhưng mà con thấy nó lạ lắm. Sự thật rất là lạ luôn cô chú chị. Cứ quay xong cái mộ của bé về xong là từ đó trở về sau cứ đi quay ở đâu nửa chừng mắt mưa, nửa chừng mắt mưa không à. Dạ. Để con nhớ coi chỗ này. À, trong đây nè. À, trong đây nè. Dạ. Tại trong rừng á cho mình tìm không có ra nha cả nhà. Khó tìm lắm. Mình nhớ cái đường đi là dạ, là được hết á. Con đâu có phải đi rừng ven đâu chứ. À gì đâu phải. Đây thầy, đúng rồi. Trời ơi, bước từ đây cục cái con nổi ốc hết trơn à. À dạ dạ Phật. Đây rất là tạo quá. Sư tới đây và tụng kinh cho con nha. Rồi. Thì giờ tất cả là nhờ thầy của chú anh chị. Đây là cái này là của con này. Để lấy đồ ra. Đây là bánh. Cái này là cái gì ở đây ha? A Di Đà Phật, cái này là để chính giữa là mình cúng. Dạ. Cúng là cúng để cho cái chứng nhận là chỗ đây mình xin cầu vô danh. Dạ. Về chỗ cấp ngôi gia của thầy. Dạ. Đây. Đây là muối gạo. Dạ. Muối gạo. Rồi là thầy sẽ chia ra và bánh tái cho đây là. Đây là đồ chơi của đứa nhỏ. Yeah. Nó đồ chơi nó phải mừng sữa. Cái nói chung ra là mình mấy đứa nhỏ thì nó gặp mấy cái này thì nó mừng lắm. Dạ. Yeah. nó gặp mà nó mừng. Đó.
đây là đồ chơi của mấy đứa nhỏ, đây kẹo mướp kẹo đồ. Dạ. Nó gặp mấy cái này là nó mừng. Là mình chỉ có cúng cho trẻ nhỏ là mình mới mua mấy cái này thôi phải không? Đúng rồi, đúng rồi, vô danh là mình phải như phải như vậy. Dạ. Mình phải ấy vô. Hy vọng là trong quá trình mà thầy cúng thì mình sẽ không mua nữa đúng không chị? Trời ơi, ở đây muỗi ghê luôn á thầy. Ừ, đúng rồi, muỗi. Để lên trên thành muỗi được không thầy? Đứa nhỏ dây chai đã xong rồi, chai ở đây. Đây, cái này là của bên đứa nhỏ bên đây. Dạ. Trong nó mừng, nó xét xét bên con vậy. Dạ. Để mấy đứa nhỏ khác mới giật của con. Tại sao? Rồi, anh cả anh cắt xe xe chưa? Chắc. Mấy cái giấy gì đó thầy? Đây là giấy là kinh là hại địa ngục trần gian. Đây là kinh là để cầu cho tất cả đó. Dạ. Là kinh, mấy kinh này là để cầu cho vua quân linh. Dạ. Còn đây là đó, thầy đặt tên cho nó đó, thầy đặt tên cho nó xuyên suốt luôn. Thầy đặt tên là Vũ hả? Đúng rồi. Dạ. Vũ vô danh mà thầy không có biết là ngày tháng nó là bao nhiêu, thầy cứ để vô là cho nó một tuổi. Dạ. Đó là ở dưới là sông, là ở trên là Phật, ở dưới là gục là A Di Đà Phật. Dạ. Đó. Rồi đây là sớ, sớ và để cúng. Dạ. Đây là sớ đây. Dạ. ngày 4 tháng 9. Đó. Dạ. Dạ, bữa nay là thứ sáu. Dạ. Thầy để A Di vô Đà Phật luôn. Dạ. Là bữa nay là ngày thứ bữa nay. Dạ. Thứ sáu. Dạ. Mấy cái này mình cúng xong mình có đốt không thầy? Đốt hết luôn. Đó, đây là mà chứng nhận bên là sớ mẫu. Dạ. Đó là gọi là cho chứng nhận. Thầy chỉ để đây và cho nó có một cái tên để cho nó như đây là nó. Rất là may mắn luôn cô chú anh chị, hôm nay nhờ thầy vào đây để tụng cho bé và rước bé về cốc, hy vọng là bé sẽ đồng ý về cốc của thầy để tu tập. Mũi rồi hả? Dạ, đây mũi ghê luôn á. Lúc trước con tới thì ngay lúc trời mưa không có mũi, bữa nay mũi ghê luôn á. Nói chung là nhờ những cái mà ngũ vị vô danh, ngũ vị vô danh và tất cả là chẳng hạn là cầu mấy cái vong linh này rất là nhiều khi lắm, lúc mình có duyên đứa nhỏ đó hoặc không,
hay là đứa nhỏ đó nó có gì với mình hay không, hay là nó có chịu về với mình để tụ tập hay không. Dạ. Còn cái chuyện đó là chuyện quan trọng. À dạ. Đó. Nên mình phải thành tâm. Dạ. Thành tâm là được. Hôm nay là thầy chú với thầy đến đây để nhờ thầy tụng cho con và rước con về cấp tu tập. Con chúng tâm cũng lòng nha. Mong con linh thiêng hiển linh để nghe lời thầy và hãy về cấp của thầy để tu tập nha. Đốt này là mũi nó đi hết. Dạ, có hương nhang là mũi nó đi à. Bấm mạnh vô thầy, thầy bấm nó kêu cái cốc cái là nó cháy à. Cháy không thầy? Hồi nãy có một cái nữa. Vậy là chắc con để nó ướt quá lâu đây, thầy lấy một cái con này. Hồi nãy thầy cũng... Thầy cũng mua một việc hả? Có cũng có bỏ là ai di đà phật cháy đây này đang cháy, đang cháy ra cái việc đó là cái mấy hôm con tới đây con cúng con để đây luôn á. Vậy hả? Dạ, bữa giờ mưa cũng nhiều mà sợ nó ướt á. Không cháy nữa hả thầy? Không cháy, không cháy. Về con này. Con. Đây thầy. Được. Thầy sẽ bắt đầu thầy vô tùng cúng. Dạ. Nam mô Phật trình đất đai trước. Nam mô Phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nay tới chỗ ngũ vị vô danh cầu cho linh hồn, cho đứa nhỏ vô danh và cầu sớm được siêu sanh tịnh độ Tây Phương, Ta Bà tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nay con thành tâm và tụng một bài kinh Nam mô Phật.
Nam mô Trần Chủ Đấu Lệ Lâm. Nam mô Đô Trần Nay Con Thành Tâm. Nam mô Cung Dương Bồ Tát. Nam mô Cung Dương Bồ Tát Ba Tạng. Nay Thần Thành Tâm cầu quen trình thổ thần thổ đi. Nam mô nay tới xin quyền quỳ mở phương phần. Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Huyền Tâm Chàng. Nam mô Ma Tạng. Nam mô Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Thị Tài Hành Thân Bát Nhã Ba La. Yên đề yên đề yên đề Ba La Tâm Kinh Quang Thị Tài Hành Thân Bát Nhã Ba La. Xa lời pha xa gì không không. Sáng bất gì không chẳng thêm, chẳng bớ chẳng câu, chẳng gì chẳng thêm. Vô tâm mai ngày để hiện đế, Bồ Đề Tâm Kinh Quán Tự Tài Hành Thâm Bát Nhã Ba La. A Di Đà Phật, hoàng sanh Tây Phương Nam Mô A Di Đà Phật. Già ta di đi đà tất tâm bơ tì. Ba ya da ta di di da tắc tâm ba ti a di di ya ta ba nam mô a di da ba ya a di di da tắc tâm ba ti a di da Phật thân kim sắc tự hào quang minh. Ô cô phẩm lý ô si phụ mẫu thế thế đường độ chúng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đời tử đại bi tiếp dân đạo sư A Di Đà Phật. Hỡi vô danh ơi tất cả về nay đi đâu mà đôi khắc trung tâm bảy căn. Cầu sinh hơi hồng ấy nay chúc bơi lòng bơi hương. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát.
Nam mô Nam mô Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Đi Đà A Di Đi Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đi Đà Đi Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đi Đà Đi Ni Da 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 Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đi Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đi Đà Đi Ra Ni Da Da Bà Ha. Nam mô A Di Đi Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đi Da Di Da Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đi Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đi Da Đi Da Di Da Ta Bà Ha. Nam mô A Di Ni Da Da Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đi Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đi Da Di Da Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đi Đà Đi Ca Lăng. Dạ, đi về ta bà ha. Nam mô A Di Đà ra đi ca lăng đế A Di Đà đi gì ra ra ta bà ha. Nam mô A Di Đà ra đi ca lăng đế A Di Đà gì ra ta bà ha. Nam mô A Di Đà gì ra gì ra ta bà ha. Nam mô A Di Đà ra đi ca lăng đế A Di Đà gì ra ta bà ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô cầu xin ơ. Nam mô quan sanh tây phương. Nam mô A Di Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đà Đi Ca Lăng Gia Gia Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Đi Ra Đi Cha Đa Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà. Tất cả nay thầy tới đây, tất cả nay sớ cầu nguyện, cầu cho tất cả về giữ sư và tu niệm. Nam mô Phật. Đó mà luôn thầy. Nam mô A Di Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đà Đi Ra Kỳ Ta Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Đi Ca Lăng Đế A Di Đà Đi Ra Kỳ Ta Ta Bà Ha. À, tụng kinh đã xong. Xong rồi thầy. À, bây giờ cái sư cầu cầu cái cầu nó tới, nó gặp cái này nó sợ. Dạ. Nên thầy phải cởi đồ ra hết. Dạ vậy hả thầy. À, đứa bé này là nó thấy cà sa là không dám tới hả thầy? Không dám tới. Không phải là không dám tới mà điều nó thấy cái đồ nghề này. À dạ sợ hả? Nó sợ, còn cà sa thì nó lại Vậy để chắc con tránh xa ra, chắc trên người con pháp bảo không ạ, con tránh xa ra. Những cái gì tới đây để đây là để sai xa ra. Dạ dạ thầy. Nó gặp mấy cái này thì nó lại rất là sợ. Dạ. Đây là thật sự là nói là thật sự cho những cái vong linh này là linh mà điều nhỏ này là nó điều ấy, điều nó gặp mấy cái này là nó điều sợ. Dạ. Giờ để thầy cầu cho biết về nha cô chú chị. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Mời cậu về để nói chuyện tất cả vô danh, ngũ vị vô danh. Nam mô cầu Phật về. Nam mô cầu xin cậu về. Nam mô xin cậu về chứng minh. Nam mô. Sư chào vô danh. Thầy đâu có còn cái gì nữa đâu mà con sợ. Con cứ đi ra đây ngồi với lại sư nè. Thầy không có bao giờ quánh con đâu. Con ra đây con ngờ những cái thầy sư mua cho con từng này nè. Không có đánh con đâu mà con sợ. Thầy tỉnh tuổi. Con ra đây sư sẽ nói chuyện với con, giải thích cho con. Con đi ra đây sư không quánh con, sư đâu có còn cái gì nữa đâu mà sư quánh con. Con đi ra đây con nhìn trán của sư có cái gì trong đây là con biết. Đặt tên cho con rồi mà, đặt tên để sư nói cho con này gì nè, một cái câu chuyện vì kiếp trước của con không có cơ duyên với mẹ đó, nên con với mẹ của con là con được đi giờ khúc đi đầu thai mà cơ duyên con phải nằm đây. Tại vì kiếp trước của con chưa có duyên với người mẹ đó, con phải khôn dung và độ lượng tha thứ theo sư và học kinh đạo theo mẫu và học kinh đạo theo ngài Quan Âm, học theo đạo.
Sư đâu có đánh con đâu mà con sợ. Những cái gì cho con khoan dung và tha thứ và độ lượng. Những cái tâm linh đây, sư nhìn biết con ở đây lạnh lẽo nên con không có ai thắp nhang cho con. Sư tới đây là để cầu linh hồn về với sư, chỗ cất vui gia và tu với sư nha. Sư nói sư không có đánh con đâu, không có làm gì con hết, chỉ khiên con về tu với lại sư. Ừ, vậy được. Đó, những cái mà sư xếp đồ xong xả, kêu tên của con là con phải vô chỗ của ba đô của sư là học đạo với lại sư nha. Sư không có quánh con đâu. Những cái mà đồ đạc của con chơi đi, rồi để sư ra đây một chút là sư sẽ xếp đồ lại là đi về với sư nha. Của trai gà của chú chị. Rồi. Đây là nói thiệt. Sao vậy thầy? Hả? Sao thầy mới nói gì với bé hả? Ở. Ủa thầy nói hay ai nói vậy? Cầu về để nói với chị với nó. Rồi, dạ dạ. Rồi sao thầy rồi sao rồi? Bây giờ nó trọn trao chút bá là xong là mình dọn đồ rồi mình đi về. Ý là biết có chịu về không thầy? Chịu đó lỡ. Cầu về rồi xong đây nói chuyện rồi sớm giờ mà con không biết nói cái gì luôn chị đó chị không có trơn à. Thầy đang nói chuyện với lại với nó mà. Là lúc nãy là cậu nói hả thầy? Ừ, đây cậu nó đang nói chuyện với nó mà. Bây giờ nó ngồi nó chơi rồi. Dạ. Bây giờ là thầy chỉ nói là như vậy. Những cái vong linh này á, vô danh này á, đã khiên thầy khiên một lần nữa. Những cha mẹ anh chú nào và tất cả nào và những cái mà đừng bỏ coi cái video này của anh Kha và vong linh này. Đứa con trai dễ thương hậu, nó hiền hậu lắm. Con trai hả thầy? Con trai nó hiền hậu lắm. Ui. Nó không đi như đứa bé khác. Nó không bao giờ đứa bé như đứa bé khác. Nên đó là như vậy. Dạ. Nên cô chú anh chị và thấy cái nguồn video này và những cái mà thầy mong muốn cho tất cả ai đó, hồi sớm giờ thầy cầu về để nói chuyện với nó. Nó khóc, nó chỉ biết khóc thôi. Người là thầy mới giải thích nó là gì. Đại kiếp trước của con. Dạ. Không có duyên người mẹ đó. Dạ. Nên con phải nằm ở đây. Dạ. Đó. Phải mà kiếp trước con mà đủ duyên đủ phước thì con có duyên người mẹ đó. Dạ. Đó là nó đã chịu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nó đã chịu về với sư rồi. Dạ. Sư rất là mừng. Dạ. Đó là nói như vậy. Dạ. Hồi còn hồi nãy là thầy đang nói chuyện với nó là đang cầu, là cầu cậu về để nói chuyện. Cậu với nói nó thầy. Trời. Dạ. À vậy là Phật giờ sớm giờ tưởng đâu nói thầy mà. Nói con nói vậy kìa. Tại nãy con lúc mà thầy đưa đồ cho con đốt thầy im im mà con không nghe thầy nói chuyện, con thấy ủa sao kỳ kỳ. À, tại vì trong đây là hồi nãy có đó là một bài kinh. Dạ. Còn cái hồi nãy đang cầu. Cái lúc tụng kinh là thầy tụng hả? Thầy tụng. Dạ. Còn mà hồi nãy đang nói chuyện là mời cậu về. Dạ dạ dạ. Đó. Bây giờ là dọn đồ. Dạ. Dọn đồ là xong là bây giờ là chỉ là dọn đồ nữa dạ, là xong rồi mình về trên ở về tới cốc là xong mình thỉnh bé vô hả thầy? Đúng rồi. Dạ dạ. Bây giờ Kha xin phép đóng máy để dọn đồ nha cô chú anh chị. Namo Di Đà Phật. Namo Di Đà Phật.
Xong hả thầy? Dạ. Ồ, con cảm ơn thầy nha. Mà con hỏi thầy chút.
Dạ, vậy là mình thỉnh ký vào trong đó thôi thầy. A Di Đà Phật. Cái sớm giờ thầy cũng đã thành tâm đạt từ lúc ban đầu thì đây thì nó nhẹ lắm. Từ khi về tới chỗ ký khúc cây dưới đứng đó, dạ, cây son á, nó không chịu muốn vô nữa. Cái thầy mới dùng nội tâm và đưa nó gì vô đây, nó theo thầy, nó đã ngồi trong đây, thầy đã chỉ. Bây giờ trước mắt thì thầy sẽ để một cái lương hương đó như vậy để cho rõ ràng đó. Rồi sau này mà lỡ có người mẹ nào hay là người cha nào hay là cô chú nào cố gắng sẽ đưa cái vong linh về có cha có mẹ đầy đủ, đó là điều hạnh. Cho để cái chỗ đó hốt cốt đây hay là về chùa cũng điều tốt, mong muốn sao cho tất cả cùng hốt cái cốt đó đi về chùa hay là cầu cái vong linh này về cho cha mẹ. Dạ. Đó. A Di Đà Phật. Khám này chuyên thờ những vong linh hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Cái đây là bên đây là địa tạng là nó hợp lý hơn. Dạ. Nó hợp lý với lại chỗ là vong linh này. Dạ. Dạ, đây là tại vì thầy cũng tính ra là để là ở trên ở dưới. Dạ. Ở dưới đây á thì lại là đứa nhỏ vô danh. Dạ. Cũng một người là cho nó nằm ở dưới đây cũng được, còn ở trên đây đó. Tại vì cái liên nhang A Di Đà Phật chưa cái liên nhang này là chuẩn bị chiều nay hay là thay nước thay non rồi thay cái liên nhang lại. Dạ. Tại đưa cái cú vong đâu cho nó vô trong đây kìa. Đó. Dạ. Dạ, thì hôm bữa thật với cô chú anh chị là Kha cũng nhờ thầy ở xây giúp Kha dùng cái này á, thì cũng xây trong cốc của thầy đó, thì để đó. Thầy đi thầy có đi đâu quá thầy thỉnh gặp những vong linh rồi như điển hình như biết này, thầy đưa về đây và đưa về đây hết tất cả vong linh nào hay là cô chú anh chị hay cô nào hay là vong linh mà nè kiểu như lang thang thì cứ nhờ thầy, xin thầy sẵn sàng đưa nó về đây cho nó tu tập. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Thật sự lúc nãy mà chạy tới cái ngã ba chỗ La Chữ tự nhiên cái xe của nó trì là con trì lâu quá nó muốn tắt máy. Đó là kiểu như là về mà về nửa muốn về nửa muốn không à. Dạ. Đó là tại vì biết theo ông thầy đó có học có nên hay không. Dạ. Hay theo ông thầy đó làm một cái chuyện gì hay chuyện ác hay mình làm cho ổng biết ổng sai khiến mình cái gì dạ, hay không. Dạ. Đó nên nó cũng sợ nó khi nó về đây là nó đã mừng rồi. Dạ. Nó đã mừng. Dạ. Rồi bây giờ nó có bạn là bây giờ có bạn với ở dưới đây dân vong linh ở trên này cũng vong linh đó thôi, cũng ở đây vô danh, ở trên này cũng vô danh. Dạ. Thì hai đứa nó là có bạn với nhau rồi. Dạ. Đó gì đâu. Con cảm ơn thầy nha, hôm nay cũng như thầy giúp con một cái việc mà con cảm thấy con nhẹ trong lòng rồi. Nhẹ trong lòng rồi. Dạ. Thì cũng cảm ơn thầy rất là nhiều rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành xem video nãy giờ cùng với Kha. Thì bây giờ thầy có muốn nói lời nào nữa không? Thầy rồi xong rồi mình kết thúc video luôn thầy. Thầy cũng nói một lời cuối nữa. Thầy cũng khuyên cô chú anh chị nào và biết cái chỗ mà cái miếu của thầy đó hay là cho vong muốn thờ cho vong linh nào thì thầy tới đó là tụng kinh thầy rất là vui và đưa vô danh này về để tu tập, đó là điều hành của thầy. Dạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Bây giờ Kha xin phép dừng video tại đây. Một lần nữa xin chúc cô chú anh chị thật là sức khỏe và con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, Di Đà Phật. Xin hẹn lại ở video tiếp theo. Bye bye cô chú anh chị nha.